DNEX là cái cánh tay đắc lực của hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng. Bởi vì là tất cả những cái định hướng, những chủ trương, kế hoạch của hội đồng điều phối cũng như của lãnh đạo thành phố đề ra thì đều được thực hiện ở DNEX, xây dựng cái nền tảng hệ sinh thái. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ thúc đẩy xúc tiến việc tạo ra và kết nối các nguồn lực, kể cả nguồn lực về ngân sách, về tài chính, về cung ứng để hỗ trợ cho cái hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ cho cái hoạt động của vườn ươm, hỗ trợ cho hoạt động của cái hội đồng điều phối cũng như là thúc đẩy cái trào lưu khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi có khẩu hiệu là Innovation Hub by the Sea, tức là một cái trung tâm sáng tạo bên bờ biển. Và chúng tôi ra đời với cái sứ mệnh là hỗ trợ, giúp đỡ cho hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như là thúc đẩy cho doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng được phát triển. Giá trị cốt lõi của DNEX thì chúng tôi có ba cái giá trị thế này. Thứ nhất là DNEX phải ươm tạo, đào tạo ra được những cái dự án khởi nghiệp thành công, đặc biệt là những dự án về công nghệ. Cái thứ hai nữa là DNEX phải là cái cánh tay của thành phố để hỗ trợ cho toàn bộ hệ sinh thái trong cái hoạt động khởi nghiệp cũng như là phát triển các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mới được hình thành. Cái thứ ba là chúng tôi có trách nhiệm tổ chức các cái dịch vụ và hỗ trợ các cái dịch vụ này cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp của thành phố, trong đó đặc biệt là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ở DNES chúng tôi thực hiện 4 nhóm công việc. Đầu tiên và quan trọng nhất đó là chương trình ươm tạo 180 ngày làm việc với các bạn startup, những chương trình huấn luyện, những cố vấn khởi nghiệp mentor, những cộng đồng, những lớp học, tất cả mọi thứ đều dồn sức cho các bạn tăng tốc và dẫn đến thành công. Thứ hai, chúng tôi làm công tác về đầu tư. Thứ ba, chúng tôi làm co-working space, không gian làm việc chung cho cả cộng đồng. Và cuối cùng là một trong những thành tố quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng. Chúng tôi là nơi tổ chức những sự kiện, những event, những hoạt động kết nối. Từ 2016-2018 tập trung vào làm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó dễ tiêu hóa hơn, nó dễ được tiếp nhận hơn đối với cộng đồng. Thì từ khoảng năm 18 ở đây thì bọn mình tập trung đầu tư mạnh và đầu tư chủ yếu vào chương trình ươm tạo. Tính đến năm 2022 thì sau 6 năm hỗ trợ thì vườn ươm DNEX đã có 11 khóa ươm tạo, tổng số 76 startup tham gia, thì bình quân là khoảng 13 startup một năm, tỷ lệ trung bình đạt 17% các doanh nghiệp còn sống sót sau 2 năm hoạt động. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến các dự án khởi nghiệp, vì vậy đã có những dự án được sự hỗ trợ của DNEX đã vươn lên bứt phá mạnh mẽ, gọi vốn thành công hàng triệu đô đến hàng chục triệu đô để mở rộng sản xuất kinh doanh. Có startup đã xuất khẩu công nghệ của mình ra thị trường quốc tế. Tiêu biểu có dự án xe máy điện đặt bay, các bạn đã gọi vốn thành công trên 10 triệu đô. Dự án cashback Sally, các bạn đã kết nối hơn 300 nhà cung cấp dịch vụ, kết nối một mạng lưới trên 300.000 cộng tác viên bán hàng, giúp họ có được thu nhập cũng như đại diện để thu thuế thu nhập cá nhân, đóng góp vào ngân sách của địa phương hàng trăm triệu mỗi tháng. Tới thời điểm hiện tại thì DNES đã có những cái kết nối rất là sâu rộng trong cộng đồng. Thứ nhất là cộng đồng lập trình viên, Google Developer Group miền Trung là những nhân tố tiềm năng và vai trò rất quan trọng cho cái sự phát triển của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đặc biệt là khởi nghiệp về công nghệ. Cái thứ hai là cộng đồng văn hóa sáng tạo, và cái dự án này thì được sự đồng hành và hỗ trợ của Hội đồng Anh trong cái chương trình là dự án không gian văn hóa sáng tạo do Hội đồng Anh và Liên minh châu Âu EU tài trợ, thì đã có rất là nhiều các hoạt động về đào tạo cũng như là ươm tạo và hỗ trợ cho các cái dự án không gian văn hóa sáng tạo ở khu vực miền Trung. Thì DNES cũng đã kết nối với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP để xây dựng và phát triển mạng lưới kinh tế tuần hoàn Đà Nẵng. Đó là một cái hình thức ươm tạo và hỗ trợ cho các dự án
tạo tác động xã hội ở Đà Nẵng nói riêng cũng như là ở khu vực miền Trung nói chung. Cộng đồng thứ ba đó là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì thông qua dự án Bệ phóng Digital 4.0 đã hỗ trợ và giúp đỡ cho việc đào tạo kỹ năng số, kỹ năng mềm và kỹ năng kinh doanh cho hơn 50.000 lượt đào tạo ở trong suốt cái thời gian 5 năm vừa rồi. Và một cái cộng đồng cuối cùng mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là cộng đồng các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Và cái cộng đồng nữa đó là mạng lưới founder 100 startup, 100 founder đã cùng đồng hành và kết nối với nhau, và sắp tới sẽ có thêm nhiều cái hoạt động khác nữa. Và mình nghĩ những cái tác động đó, những cái chương trình đó, những cái dự án đó thông qua cái cách mà đơn vị DNS là đơn vị tư vấn triển khai ở địa phương, thì cũng là cách mà DNS đang học hỏi và xây dựng những cái chương trình và hoàn thiện hơn nữa chương trình ươm tạo của khởi nghiệp của DNS để có thể giúp đỡ cho cộng đồng. Từ những cái hỗ trợ về để phát triển năng lực cá nhân như tham gia vào các buổi workshop này, kết nối với những cái đàn anh đi trước để nghe những người ta nói về những cái đường đi của người ta, và mọi người làm điều đó nó sự là một cách rất là chân thành. Các startup được kết nối với rất nhiều nhà đầu tư, kể cả những quỹ đầu tư lớn. Đó là một cơ hội rất là lớn để mà startup có thể gọi được vốn đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Lãnh đạo thành phố luôn đồng hành với DNS để hoàn thành tốt cái sứ mệnh của mình trong ươm tạo và phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian cái cộng đồng doanh nghiệp sẽ đón nhận cái hoạt động của DNS để đạt được kết quả tốt nhất. Chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong vận hành vườn ươm. Một, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương là yếu tố nền tảng và cần thiết. Hoạt động vườn ươm DNS thuận lợi nhờ mô hình hợp tác công tư, trong đó phần vốn góp chủ yếu ban đầu là từ quỹ đầu tư phát triển thành phố. Chính sự mạnh dạn đầu tư này và chính sách hỗ trợ tích cực đã giúp cho vườn ươm DNS và cả hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương có nền tảng cho các bước phát triển như hôm nay. 2. Tỷ lệ 30-70. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước trong hoạt động ươm tạo startup, kinh phí hỗ trợ giao cho một đơn vị quản lý tài chính chuyên nghiệp, đó là quỹ đầu tư phát triển thành phố, đồng thời xây dựng chính sách để các startup từ vườn ươm tiếp cận cơ chế thử nghiệm sandbox, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiện ích, nâng cao năng lực, hỗ trợ tiếp cận thị trường theo mô hình đối ứng nhà nước 30%, tư nhân 70%, tỷ lệ 30-70, đảm bảo tiền của nhà nước được sử dụng hiệu quả và cũng đủ để thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân. 3. Vườn ươm hoạt động tự chủ 20-80. Các dự án được ươm tạo nhận tài trợ 20%, còn 80% từ các startup, và startup có trách nhiệm hoàn trả kinh phí khi gọi vốn hoặc là có kết quả kinh doanh thành công. Điều này tạo điều kiện động lực để vườn ươm hỗ trợ hiệu quả startup nhằm giúp startup hoạt động có lãi và có tiền để trả lại cho vườn ươm. 4. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái. Các startup và cả vườn ươm đều đang khởi nghiệp, rất cần sự đồng hành của các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp, các nhà đầu tư thiên hạng trong giai đoạn đầu. Vườn ươm cần có kế hoạch xây dựng và phát triển câu lạc bộ, tập hợp các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia cố vấn, các tổ chức, các hoạt động kết nối để tạo sự gắn kết và hỗ trợ có hiệu quả cho các startup và cả vườn ươm. Trong tương lai thì chúng tôi đã bàn với nhau là trước hết là cái chương trình ươm tạo pin chúng tôi sẽ chuyển nó trở thành một cái chương trình ươm tạo mà nó theo cơ chế thị trường chứ không bao cấp như lâu nay nữa. Thứ hai đó là các cái dự án, các cái dịch vụ mà chúng tôi đang triển khai theo tinh thần đó, lấy thu chi để đảm bảo là cái cơ cấu thu chi đó là này nó còn bền vững hơn để có thể là nuôi sống được cái nhân sự của DNS. Và cái điểm quan trọng thứ ba nữa đó, là chúng tôi cùng với lại toàn bộ hệ sinh thái để có thể là góp phần vào cái việc là số hóa cho cái cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Đà Nẵng. Sau 2 năm đại dịch thì bây giờ đã suy yếu rất là nhiều. Và đây là cơ hội, tôi nghĩ đây là cơ hội cho cả DNS và cơ hội cho tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể để thay đổi cái mô hình hoạt động truyền thống và vươn lên chuyển đổi số, và trên cơ sở đó chúng ta có thể là cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong nước cũng như là vươn lên thế giới.